Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối nay, thứ ba ngày 17 tháng 1 năm 2022 của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình có những nội dung đáng chú ý sau đây. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Lê Huy tặng quà tại Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu. Tỉnh Hưng Yên tổ chức bắn pháo hoa tại 3 địa điểm: thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang chào đón năm mới 2023. Thị trường các mặt hàng thiết yếu và hoa cây cảnh vẫn ổn định. Cam đường canh vụ Tết được mùa, được giá. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay đồng chí Nguyễn Lê Huy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đến thăm tặng quà Tết tại Trung tâm Hy vọng Tiên Cầu ở xã Hiệp Cường, huyện Kim Động. Đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh đã trao quà tới các cháu tại trung tâm trị giá 20 triệu đồng và ân cần thăm hỏi động viên các cháu tiếp tục cố gắng học tập và rèn luyện để trở thành công dân tốt cho xã hội, đồng thời đánh giá cao hoạt động của trung tâm thời gian qua trong việc chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, không nơi nương tựa. Đồng chí cũng mong rằng trong thời gian tới, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh cùng các sở ban ngành, các mạnh thường quân tiếp tục có nhiều hoạt động hỗ trợ cho trung tâm để đơn vị luôn là niềm hy vọng, mái ấm, tình thương, nuôi dưỡng các cháu. Nhân dịp chào đón năm mới Xuân Quý Mão, sáng nay Công ty Cổ phần Tiên Hưng đóng trên địa bàn huyện Tiên Lữ đến thăm và tặng trên 500 suất quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Ân Thi, Tiên Lữ, Phù Cừ và thành phố Hưng Yên. Trong đó mỗi suất quà trị giá 600.000 đồng. Trong dịp này, công ty đã trích số tiền trên 300 triệu đồng để tặng cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Đây là hoạt động thường niên của công ty mỗi dịp Tết đến xuân về. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo công ty đã trao quà và ân cần hỏi thăm sức khỏe của các gia đình. Chúc các gia đình đón xuân mới vui vẻ, mạnh khỏe, nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng cuộc sống ngày thêm ấm no và hạnh phúc. Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên vừa thông báo về việc bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Theo đó có 3 địa phương trên địa bàn tỉnh được bắn pháo hoa chào đón năm mới là thành phố Hưng Yên, thị xã Mỹ Hào và huyện Văn Giang. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương này chỉ được bắn pháo hoa tầm thấp, đường kính không lớn hơn 90mm hoặc tầm bắn không vượt quá 120m. Đồng thời chủ động huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa, phối hợp với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chuẩn bị nguồn pháo hoa, xây dựng kế hoạch và tổ chức bắn pháo hoa đảm bảo an toàn theo đúng quy định. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí, mừng Đảng, mừng xuân, tạo không khí vui tươi phấn khởi cho nhân dân, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ trên địa bàn trong dịp Tết, nhất là tại các địa phương có điểm bắn pháo hoa. Thưa quý vị và các bạn, với vị trí địa lý thuận lợi giáp thủ đô Hà Nội, huyện Văn Giang được quy hoạch phát triển các khu đô thị, nhà ở và đô thị vệ tinh của thủ đô Hà Nội. Nhờ đó, diện mạo mọi mặt của địa phương đều mang một sức sống mới, sức sống của một thành phố trẻ trong tương lai không xa. Huyện Văn Giang hiện có nhiều đại dự án đô thị như Ocean Park 1, Ocean Park 2, Eco Park và các dự án đô thị khác, cùng cơ sở hạ tầng giao thông, điều kiện kinh tế xã hội có sự đổi thay, vươn mình mạnh mẽ để hướng tới vươn lên trở thành thành phố. Văn Giang cùng với thành phố Hưng Yên và thị xã Mỹ Hào là 3 điểm tổ chức bắn pháo hoa tập trung của tỉnh Hưng Yên chào đón năm mới trong ít ngày tới. Địa điểm bắn pháo hoa nằm trong dự án khu nhà ở phố mới Văn Giang, đối diện khu vực trụ sở hành chính trung tâm huyện. Vị trí này nằm giữa khu đô thị Eco Park và Ocean Park 2 nên rất thuận lợi cho người dân ở các khu vực lân cận dễ dàng chiêm ngưỡng những màn bắn pháo hoa đẹp nhất chào đón năm mới Quý Mão 2023. Với những cái kết quả đạt được thì năm nay là cái năm mà Văn Giang đã được Ủy ban tỉnh đồng ý tổ chức bắn pháo hoa đêm giao thừa để nhân dân chứng kiến được cái sự thay ra đổi thịt từng ngày của Văn Giang. Và địa điểm thì bắn trực tiếp tại vị trí của Công ty Cổ phần Bảo Hưng. Thì chúng tôi cũng xác định là đây sẽ là những cái trung tâm rất là lớn trong cái phát triển đô thị của Văn Giang và chính nó là vùng lõi của phát triển đô thị. Theo quy hoạch, tại vị trí này trong thời gian ngắn sắp tới, khu trung tâm hành chính huyện Văn Giang sẽ được xây dựng mới với khối nhà cao tầng có thiết kế hiện đại. Đối diện là dự án khu nhà ở phố mới Văn Giang được gắn kết bởi kiến trúc độc đáo hiện đại, đưa nơi đây trở thành khu trung tâm hành chính có quy mô hiện đại nhất so với các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh, trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện văn hóa chính trên địa bàn huyện Văn Giang trong thời gian tới.
Tôi thấy rất phấn khởi. Tương lai khu trung tâm của huyện đây và dự án về đây thì đời sống dân ngày được một phát triển và sẽ ấm no hơn. Đời sống sẽ được sung túc, mọi người, các đường phố nó sẽ được khang trang và đẹp. Người dân sẽ có cái trí tuệ nâng lên. Khu nhà ở phố mới Văn Giang tổng 9 hectare nằm trong quần thể quy hoạch khu trung tâm huyện Văn Giang tổng gần 50 hectare. Dự án có quy hoạch thiết kế thông minh bởi các khu nhà phố, nhà liền kề đều có hai mặt tiền, thiết kế tầng hầm để tăng công năng sử dụng cùng hệ thống thu gom xử lý nước thải tập trung. Các căn nhà đều đảm bảo ba giá trị, đó là giá trị sống, giá trị thương mại và giá trị nghỉ dưỡng. Trong đó, điểm nhấn của dự án là tòa nhà cao 22 tầng được thiết kế dựa trên tích trữ đồng tử Tiên Tung của vùng đất Hưng Yên. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự. Sáng nay, đồng chí Nguyễn Hùng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã đi kiểm tra đồ ải sản xuất vụ xuân tại một số địa phương của tỉnh. Theo báo cáo của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh, đến ngày 17 tháng 1, công ty đang vận hành 93 trạm bơm với 123 tổ máy bơm hoạt động, diện tích đồ ải đạt khoảng 20% diện tích. Kiểm tra tiến độ đồ ải tại một số địa phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Hùng Nam đề nghị ngành nông nghiệp phát triển nông thôn tỉnh, các đơn vị địa phương tiếp tục kiểm tra, tu sửa, thay thế máy móc, thiết bị, hệ thống máy bơm, bảo đảm 100% các công trình thủy lợi vận hành an toàn hiệu quả, nạo vét sông trục, kênh mương, cửa cống hố hút các trạm bơm và giải tỏa ách tắc khơi thông hệ thống kênh mương dẫn nước, thường xuyên kiểm tra bờ vùng bờ thửa để quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ gây lãng phí nước, điều hành lấy nước hợp lý, khoa học và hiệu quả, tiết kiệm khai thác hiệu quả cống Võng Phan, cống Triều Dương khi có chiều cường, mực nước sông Luộc cho phép để lấy nước vào hệ thống phục vụ sản xuất cho các huyện Phù Cừ, Tiên Lữ và các khu vực lân cận. Những khu vực Cổ Dương, huyện Tiên Lữ, trạm bơm Bích Tràng, huyện Ân Thi. Vụ xuân năm 2023, tỉnh Hưng Yên sẽ gieo cấy tập trung sau Tết âm lịch và hoàn thành gieo cấy trước ngày 5 tháng 3 năm 2023. Toàn tỉnh gieo cấy trên 25.000 ha lúa xuân, phấn đấu gieo cấy lúa chất lượng cao trên 70% diện tích. Do lập xuân vào ngày 4 tháng 2 năm 2023, tức ngày 14 tháng 1 năm Quý Mão, nên tập trung gieo cấy sau Tết âm lịch là chính. Cơ bản hoàn thành gieo cấy trong tháng 2, nhưng không quá ngày 5 tháng 3 năm 2023. Mở rộng tối đa diện tích gieo cấy bằng mạ non trên nền đất cứng, có áp dụng biện pháp che phủ tránh rét, tăng cường áp dụng cơ giới hóa trong gieo cấy để đẩy nhanh tiến độ cấy. Chỉ gieo thẳng khi điều kiện thời tiết ấm, gieo mạ dày túc để cấy chân phản thấp, chân ruộng trũng, không chủ động điều tiết nước, cấy khi mạ được 3 đến 3,5 lá thật. Chỉ đạo mở rộng diện tích gieo cấy bằng phương thức áp dụng mạ khay, máy cấy đến các chân ruộng, chủ động tưới tiêu để giảm chi phí và công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất. Tuyệt đối không gieo cấy và bón các loại phân bón, nhất là phân đạm khi nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15 độ C. Thời điểm cận Tết Nguyên đán Quý Mão, thị trường hoa cây cảnh cũng như các mặt hàng bánh kẹo mứt Tết trở nên sôi động và đa dạng các loại hình mẫu mã. Ghi nhận của nhóm phóng viên tại một số chợ hoa, các siêu thị tiện ích tại thành phố Hưng Yên và một số huyện trên địa bàn tỉnh. Tại chợ hoa thành phố Hưng Yên, chợ hoa huyện Kim Động, hầu hết các loại hoa như hoa đào, hoa mai, quất cảnh, bưởi cảnh đều có giá tăng nhẹ khoảng từ 10 đến 15% so với năm ngoái. Cụ thể, đào chậu cỡ nhỏ có giá từ 600 đến 800.000 đồng một cây. Gốc đào thế cỡ vừa có giá từ 3 đến 5 triệu đồng một gốc. Gốc đào thế to đẹp có giá từ 8 đến 20 triệu đồng một gốc. Quất tầm trung có giá từ 600, 700 đến 1 triệu đồng một cây. Cây quất cỡ lớn có giá từ 2 đến 4 triệu đồng một cây. Gốc quất to đẹp lâu năm có giá từ 10 đến 20 triệu đồng một cây. Bưởi tầm trung có giá từ 3 đến 5 triệu đồng một cây. Cây bưởi to đẹp có giá từ 20 đến 50 triệu đồng một cây. Các loại hoa chậu như thực dược, đồng tiền có giá từ 100 đến 300 nghìn đồng một chậu. Khác với thị trường cây cảnh, mặt hàng bánh mứt kẹo Tết năm nay cũng được cơ bản ổn định về giá.
và bánh Danisa Gold hộp cỡ lớn có giá từ 230 đến 240.000 đồng một hộp. Côte hộp thiếc có giá từ 120 đến 200.000 đồng một hộp. Bánh Orion Cusi hộp thiếc có giá từ 110 đến 200.000 đồng một hộp. Các loại mứt Tết có giá từ 300 đến 350.000 đồng một kg các loại. Trong khi đó, thời điểm này giá các mặt hàng tiêu dùng thiết yếu hàng ngày trên địa bàn thị xã Mỹ Hào vẫn khá ổn định, chỉ có một số loại rau giảm nhiều so với vài ngày trước. Ghi nhận sáng nay tại chợ Bao Bì, chợ Bần Yên Nhân, chợ Thứa, phường Dị Sử, đây là những trung tâm mua sắm lớn trên địa bàn thị xã Mỹ Hào, giá một số mặt hàng thiết yếu hàng ngày vẫn khá ổn định. Cụ thể, thịt lợn ba chỉ, thịt nạc có giá từ 110 đến 120.000 đồng một kg, thịt bò bắp hoa có giá 300.000 đồng một kg, giảm khoảng 20.000 đồng so với cùng kỳ năm ngoái. Do nạc, chả, lợn có giá 120.000 đồng một kg. Với các loại rau, hầu hết đều giảm so với vài ngày trước, cụ thể su hào giá 5.000 đồng một củ, cải bắp có giá 7.000 đồng một kg, cải chua 22.000 đồng một kg. Với các loại hoa quả Tết như bưởi thờ có giá từ 15 đến 20.000 đồng một quả, cam vinh loại ngon giá từ 20 đến 25.000 đồng một kg. Tiêng chuối thờ tăng cao với giá 50 đến 60.000 đồng một nải. Các loại hoa, cây cảnh Tết như hoa đào, quất, mai, bưởi giá ổn định ở mức từ 700.000 đồng đến 1 triệu đồng một cây. Hoa mai vàng cao hơn khoảng 300.000 đồng một cây. Các tiểu thương cho biết hiện tất cả các mặt hàng thiết yếu phục vụ ngày Tết đều đã được chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng phục vụ nhu cầu của người dân. Chỉ còn ít ngày nữa là đến Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Bên cạnh các mặt hàng thiết yếu như bánh kẹo, thực phẩm, thì hoa quả cũng là mặt hàng được tiêu thụ mạnh. Vì thế những vườn cam đường canh chín vàng của xã Đồng Thanh, huyện Kim Động những ngày này luôn tấp nập người mua bán, thu hoạch phục vụ thị trường Tết. 25 tháng Chạp, gia đình ông Phú ở thôn Thái Hòa dự kiến xuất bán từ 5 đến 7 tấn cam đường canh cho thương lái đã đặt hợp đồng từ sớm. Để kịp số lượng cam chuyển đi, gia đình phải huy động gần 20 nhân công để thu hoạch quả. Thời tiết năm nay phù hợp, chúng tôi thu hoạch để mà tiêu thụ hàng Tết thì cũng được trôi chảy, suôn sẻ, thương lái là cũng đến thu mua hết. Phấn khởi là được cái là làm ra đến đâu thì tiêu thụ hết đến đấy. Toàn xã Đồng Thanh có trên 100 ha trồng cam, trong đó cam đường canh chiếm khoảng 30% diện tích. Thông thường giống cam này cho thu hoạch cùng thời điểm với cam Hưng Yên. Song nhiều nhà vườn đã tích cực áp dụng khoa học kỹ thuật thâm canh giải vụ kéo dài thời gian thu hoạch đến Tết âm lịch để thuận lợi trong tiêu thụ và giá bán cao hơn. Hiện nay thương lái thu mua tại vườn với giá từ 25 đến 30.000 đồng. Cam loại 1 chọn lọc có giá bán cao hơn từ 40 đến 50.000 đồng. Chúng tôi chăm sóc cho lấy hoa cái dịp tháng 2, hơi muộn tí thì nó rơi vào thu hoạch ở dịp Tết này. Ngày Tết thì cần nhiều hàng, ngày thường thì chúng tôi chỉ có độ khoảng từ 2 đến 3 tấn một ngày. Nhưng ngày Tết thì sẽ được gấp đôi, chẳng hạn được 6-7 tấn một ngày. Đầu tiên là Hà Nội và các tỉnh lân cận, trong Sài Gòn nữa. Nói chung là bây giờ thì đường canh thì cả tỉnh phía Bắc, phía Nam đều ưa chuộng. Đến nay, 90% các diện tích cam đường canh của xã Đồng Thanh đã được thu hoạch và tiêu thụ thuận lợi, mang lại niềm vui, phấn khởi cho người trồng cam nơi đây trước thềm năm mới đang đến gần. Chuối Tết bày mâm ngũ quả là sản phẩm không thể thiếu của mỗi gia đình khi mà Tết đến xuân về. Đáp ứng nhu cầu đó thì hiện tại các vùng trồng chuối chuyên canh của thành phố Hưng Yên nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung, bà con đang tập trung cao độ vào việc thu hoạch và xuất bán. Những ngày này, Hợp tác xã Nông sản Phú Cường, xã Phú Cường đang tập trung lao động và phương tiện để xuất bán 5.000 buồng chuối Tết, chủ yếu là chuối Tây và chuối tiêu hồng. Hợp tác xã có gần 40 hectare chuối được sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp và được cấp mã vùng OTAT phục vụ xuất khẩu. Nắm bắt nhu cầu sử dụng chuối vào dịp cuối năm tăng cao, Hợp tác xã đã áp dụng khoa học kỹ thuật để chăm sóc điều khiển cho 10 ha chuối được thu hoạch đúng vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện, chuối đang được xuất bán với giá 210.000 đến 300.000 đồng trên một buồng, cao hơn thời điểm trong năm từ 100 đến 150.000 đồng trên buồng. Chuối Tết này thì là cái thị trường nó ổn định mà nó được giá hơn, chủ yếu thì là xuất bán vào trong các vùng trong.
nếu từ Ninh Bình, Thanh Hóa, rồi là Quảng Bình, Quảng Ngãi. Đã thành thông lệ, từ ngày 23 tháng Chạp, anh Bùi Đình Tuấn lại từ Ninh Bình sang thành phố Hưng Yên để thu mua chuối Tết. Anh Tuấn cho biết, chuối được trồng ở các xã vùng bãi thành phố Hưng Yên luôn cho mẫu mã đẹp, được người dân tỉnh anh lựa chọn để bày mâm ngũ quả. Nên 5 năm nay, năm nào anh cũng về đặt hàng và thu mua chuối cho bà con. Đa số chuối là tôi cắt ở Hưng Yên, chúng tôi thì mua rất nhiều vườn. Bà con ở vùng miền của tụi tôi thì chỉ có thích chuối Hưng Yên thôi, tại vì là từ cái màu mã nó sáng, nó đẹp. Thành phố Hưng Yên có 530 hectare chuối, tập trung chủ yếu tại xã Phú Cường, Hùng Cường, Quảng Châu và phường Lam Sơn. Do chất đất phù sa phù hợp với cây trồng lại được áp dụng khoa học kỹ thuật nên diện tích trên đã cho sản lượng khá. 16.000 tấn quả trên năm, trong đó riêng xuất bán để phục vụ thị trường Tết Nguyên đán ước tính gần 10.000 tấn quả. Những ngày này, trên khắp các cánh đồng trồng chuối ở thành phố Hưng Yên luôn tấp nập nhộn nhịp, khẩn trương của các xe hàng từ mọi miền Tổ quốc đổ về thu mua đã khiến cho không khí trong những ngày giáp Tết trở nên vui tươi, nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Thưa quý vị và các bạn, điệu múa con đĩ đánh bồng ở xã Già Trạch, huyện Khoai Châu có lịch sử hình thành và phát triển từ lâu đời, song cũng đã trải qua gần 20 năm bị lãng quên. Vài năm trở lại đây, điệu múa này đã được những người trẻ say mê phục hồi và lưu giữ lại nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Đây là điệu múa con đĩ đánh bồng xuất hiện lại trong lễ hội chư đồng tử Tiên Dung ở xã Dạ Trạch, huyện Khoái Châu từ năm 2017. Điệu múa là một trong những nét văn hóa đặc sắc được người dân háo hức chờ đón mỗi dịp lễ hội. Lịch sử điệu múa bồng ở xã Dạ Trạch của mình thì có từ rất lâu rồi, từ thời vua Triệu Việt Vương khi mà đi đánh trận về thì cảm thấy binh lính rất là mệt. Thế ông mới nghĩ ra một cách là giao cho một vị tướng làm sao để cho quân lính vui. Thì vị tướng này mới nghĩ ra một cái điệu múa là tìm những người thanh niên có khuôn mặt khả ái, trắng trẻo, sau đó giả nữ để múa và trêu chọc để mua vui cho quân lính. Con đĩ đánh bồng thì nó là do là những người đàn ông giả dạng lên thì có thể gọi lái đi và người ta dùng cái phép ẩn dụ con đĩ để mua vui, là những người nam giới được giả cải trang thành thế thì người ta gọi là con đĩ đánh bồng. Điệu múa con đĩ đánh bồng đã rơi vào quên lãng gần 20 năm. Đến năm 2017, những người trẻ ở xã Dạ Trạch đã tìm hiểu từ các cụ trong đội múa năm xưa cùng những ký ức khi còn nhỏ về hội làng để phục dựng lại điệu múa con đĩ đánh bồng. Đến nay, đội múa đã có hơn 10 thành viên. Thứ nhất là cũng lưu giữ lại bản sắc dân tộc của mình. Từ thời Triệu Việt Vương đã đánh đuổi quân xâm lược cũng làm lấy điệu múa để mua vui cho các binh sĩ, muốn truyền đến thế hệ trẻ là phải tích cực tham gia vận động để bảo vệ Tổ quốc, yêu Tổ quốc hơn nữa. Điệu múa con đĩ đánh bồng được phục dựng, gìn giữ và phát huy giá trị trong đời sống hiện đại. Cùng với các di tích tại địa phương, điệu múa có nguồn gốc lâu đời, còn mang những giá trị giáo dục to lớn tới thế hệ trẻ hôm nay. Nó gắn liền với truyền thống yêu nước, đấu tranh chống giặc ngoại xâm của cha ông. Nhằm tăng cường công tác quản lý điều hành giá cước vận tải và bảo đảm quyền lợi đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và lễ hội xuân, Sở Giao thông Vận tải Hưng Yên vừa có văn bản đề nghị các đơn vị địa phương chỉ đạo bộ phận tiếp nhận, kê khai giá, kiểm soát chặt các nội dung kê khai của các doanh nghiệp. Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải, bến xe thực hiện công khai minh bạch và đúng quy định về giá cước vận tải, các loại giá, phí dịch vụ tại bến xe. Đặc biệt yêu cầu nhà xe phải niêm yết biển kiểm soát của phương tiện và số điện thoại của cơ quan chức năng để hành khách biết và phản ánh qua đường dây nóng. Bên cạnh đó, Sở Giao thông Vận tải tăng cường quản lý hoạt động vận tải thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình. Chỉ đạo lực lượng thanh tra phối hợp với Sở Giao thông Vận tải các địa phương có nhiều hiện tượng xe dù bến cóc, xe quá tải hoạt động để tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm theo quy định.